À, còn khi mà một người đó à, họ không có chánh kiến mà họ làm thiện thì cái thiện của họ là thiện thiếu trí tuệ thì họ thiếu cái phước trí tuệ ừ? à, mình à, tránh cách nói mình tránh cách nói dễ gây hiểu lầm để người ta nghĩ rằng đấy anh à, không theo đạo Phật thì anh làm phước và đời sau anh cũng là thiểu năng trí tuệ người ta sẽ nghĩ là mình trù người ta nhớ giùm mình chỉ nói đó. khi anh làm thiện anh làm phước anh làm các điều tốt đẹp với một cái nền tảng là anh chưa có niềm tin nơi nhân quả thì cái phước anh tạo á, là có nhưng mà anh thiếu cái phước trí tuệ đơn giản vậy thôi mình nói nhiều á, người ta dễ suy suy nghĩ theo cái hướng mà người ta muốn suy nghĩ rồi người ta bắt chữ bắt câu người ta ép mình ấy nó khổ lắm ừ ờ, xưa nay á, cái án văn chương á, nó chưa bao giờ là hiếm ừ. nhé mình chỉ nói là à, thiếu cái phước trí tuệ chứ còn mình kêu họ nhận quả thiểu năng trí tuệ thì thì nó kỳ lắm nó khác nhau ở chỗ này thiếu cái phước thiện nó khác còn tạo cái quả ác nó lại khác nha ừ. nói về đi để người ta đỡ buồn